sâu sắc hơn. Nói với chúng tôi, nói với Hòa Thượng Minh Tuyên, nói với Hòa Thượng Chân Thành, hay nói với luật sư Trần Sinh Hà, hay là hiện tại Phan Tấn Ngưu, chúng tôi đã biết rồi. Chúng tôi cũng cần nghe đó, nhưng mà chúng tôi đã hiểu rồi. Nhưng cái điều quan trọng nằm ở cái chỗ là chúng ta nói để cho thế hệ chúng ta biết các cháu là những người đã sanh sao để ngủ này. Họ không thấy cái điểm nó bất hợp lý ở cái chỗ là một chủ nghĩa vô thần lại công nhận cái sự thiên phong hay là sắc phong của tôn giáo là một cái lý tưởng hữu thần, một cái lý tưởng thiêng liêng. Có cái gì vô lý cho bằng cái điều này? Chính hiện tại Phạm Nhân Khảm nói riêng và Cao Đài, Hội Thánh Cao Đài nói chung đã cho tất cả mọi người thấy cái bất hợp lý đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái tinh thần đó được truyền thừa lại cho các em, thấy rằng những chủ trương của Cộng sản hiện tại ở tại Việt Nam, những tổ chức tôn giáo tại Việt Nam bây giờ, nếu họ được ưu đãi là họ đang thừa hành những cái sứ mạng mà của chính nhà cầm quyền vô thần truyền cho họ, chứ không phải là lý tưởng của tôn giáo. Chính cái điểm này là cái điểm son mà tôi phải khắc phục. Tôi sinh hoạt với hiện tại Phạm Nhật Khảm hai mươi mấy năm ở đây, có nhiều người nhầm lẫn tôi, đi ra ngoài đường gọi tôi, gọi tôi là hiện tại Phạm Nhật Khảm đó đi. Hoặc là ngay cái bà Kiều Mỹ Duyên ở đây, khi mà nói tới Phật giáo Hòa Hảo là bà nói luôn câu là anh là Hòa Hảo Cao Đài. Hòa Hảo với Cao Đài dính liền với nhau. Nhưng mà phải tôi thán phục, lần này thán phục thiệt tình, tâm phục khẩu phục hiện tại Phạm Nhân Khảm. Và chúng tôi sẽ cố gắng đi theo cái trường đi của bên Cao Đài, để một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một cái đại hội khắp nơi trên thế giới, hay ít nhất tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu, để chứng tỏ rằng hai đại đạo này, hai nền đạo này phát xuất từ dân tộc Việt Nam, từ đất nước Việt Nam, và đúng là Cao Đài và Hòa Hảo xứng đáng là huynh đệ chi đạo của dân tộc Việt Nam.